Ngọc Lan và Bích Huệ cáp hen triển bài then, biên cương mùa tan khẩu cầm cúa Hoàng Văn Trịch. Triển bài phong sư quê nòng mừng trải mà Đinh Xuân Hưởng tờ cầm. Khởi thi đua
sản xuất đầy mọi mùa thắng lợi. Bằng văn xuân nó khổ ơi trong hà, cảm ơn trải lòng ma son cả. Tại mọi cần khám quá đôi nghèo, xây tời trồng bay hạ rêu tàn đám. Trải mã thân mường bán vui hơi sinh, sườn sườn nhộn hết tà kim hôn nhị. Vui kinh tế tư quý bình an, tới sông thêm đàng hoàng sung túc. Vui văn nghệ ca khúc hữu tình, khéo nếp sống văn hà minh tối mơ. Công hoan triển lèo điệu lườn nàng ấy, bài Tàng Luông mà bản cầm của La Đình Quản. Thân ơi bà
Hoàng Thanh Trầm, Triềng Bài Phong Lư, Nông Thôn Tối Mớ, Hoàng Úy Tật Cầm. Thoa văn khinh đế trỗi ban mừng, tông nà khéo mùi hôm on tỏa. Này đã tôi mơ nông thôn, tàng bay đèo biên phong quang quê. Năm thơ mà thân tâm môi lườn, lực tâm điển ly phuông lùng trò. Tốt then triển bài Trài Mà Quê Hương, cầm của Chu Đức Luận. Thank you.
Thanh Hòa, Chiêng Mai, Lên Cõi, Bắc Cạn, tỉnh Hay, tiến trình tật cầm. Tiếng hôm
đầy tổn bay quay sợ bắc cạn tôi mơ quê ơi hay mời pi nón giữ quê má hội ơi top ten triển bài Bióc Lạng Sơn cầm của Tú Lộc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.